nice guy, eh? Come on! Thôi nó ổn cũng sao hay.
Chị dễ sợ. Rồi bây giờ đi học mà em không đi được hả cô? Trễ giờ rồi, trễ giờ rồi, trễ giờ của mẹ rồi. Nhanh vậy đi học. Thầy để tao dùng con. Chị mình đi thôi. Chị dễ sợ rồi. Thôi. Đi thôi, đi thôi. Qua đây tin là các ống tiền xin con rồi. Dành cho những đứa bé bị bệnh đau bụng đi hà tay. Wow, thật là to. Để xem. Bây giờ bớt đau rồi, chị đi học không? Chị đi học nha. Giờ là hết đau rồi đúng không? Giờ là hết đau bụng rồi đó, giờ đi học thôi. Chị đây, mẹ ơi đi học thôi. Bác sĩ sẽ tặng. Đây, bác sĩ tặng cho một cục kia nữa đó. Đây, bác sĩ sẽ tặng cho con một cục đồ bé. Rồi, cảm ơn bác sĩ nha. Đây. Tôi nói tới là em hết giống đau bụng luôn rồi. Chỉ là 1 triệu nha. Rồi ghi vô ta 1 triệu mà rưỡi nữa là sao? Rồi thấy nè. Ai hốt mà. Chị bố chú. Để cho chú yêu hả? Đi hạ khơi, cho bụng rồi đi hạ khơi. Được rồi, bác sĩ đi về nha. À, rồi bye bye bác sĩ nè. Bye bye. Gặp lại bản sách đi hạ khơi nha. Gặp tin nào, gặp tin đây.